Hello thì các bạn, mình là Waterbird Fan đây. Hôm nay cái video Ares được nhiều người coi quá nên làm thêm cái nữa. Mình mà biết là các bạn thích cái con nào là mình lại con đó nhiều nhiều. Nếu như con lít này mấy bạn cũng thích lắm. Con lít thì coi Ares là được thích chứ. Phật Nia nữa. Nia cũng được nhiều người thích lắm. Lên vì ầm ầm. Thì cái video này cho các bạn thấy khả năng ẩn nấp và sneak của con Ares. Cảm nhận Ares nó mạnh thật. Lên răng bậc thầy vô địch sao thì không biết chứ răng chuyên gia ba này nó rất mạnh. Hầu như là muốn dí được nó thì nó cũng kéo thêm 2-3 thằng vậy đó. Chết chung lỗ. Đừng đùa với Ares nha. Red này chơi full giáp vô, trời ơi bắn sướng lắm. Bắn xong nó đúp, kéo máu nó được tí tí chứ mấy. Lát bạn con heo bên nơi vô nổ mình chút xíu máu. Tại vì mình đang full giáp rồi. Full giáp rồi nó bắt đầu nó trâu lên rồi. Nó cứ đình trình vậy là chơi thôi. Mình có một lòng fight to fight với nó. Fight to fight với nó mất máu nhanh lắm. Thằng này fight to fight mà lúc mà con Ares đang boom kill là sai lầm rồi. Sai chịu nổi. Ồ, đã bắn đào. Cái vũ khí tự thân của nó mạnh. Cảm giác là vũ khí tự thân của nó mạnh hơn con rắn nhé. Con rắn không mạnh bằng đâu. Cái chung chơi Ares cũng được, rắn cũng được. Cái con rắn không đắp gì mạnh lắm đâu. Nâng cấp thì nó mạnh chứ mà nâng cấp thì vừa vừa thì nó cũng yếu. Tại vì mình bay lên là thành mục tiêu rồi. Mà cái hiên tiến nó bị suy ngọt chết thì gặp con gì đó. Con Sirius là nó xuyên khiên và chết liền lập tức. Còn có Ares để dưới đất nên dễ chơi hơn. Nói chung Ares cũng khó chơi lắm nhưng mà mình thấy nó cũng dễ chơi hơn con rắn. Rắn phải canh vậy. À, bạn này mới giờ sinh ra đời chứ. Mình tiễn mong luôn. Xui. Ảnh canh mình vừa tới ảnh ra mà ra nạp mạng luôn. Nó chết chết. Heo Brunner đó em nó nổ. Nổ được xíu máu. Nhưng mà bị con khác nó bắn chết. Rồi lấy con cái con ma là nhưng bị xui thì dễ bị ấp sọt rồi, ma ấp sọt rồi, ma ơi giờ ra nó ấp mình rồi, cũng kết được nửa cây đỡ ha, kết được nửa cây chơi thì ma nhá. Có con Titan mới chơi vui ghê, chơi con trâu kia riết chán. Con này thì đặc điểm của nó là khi mà nó có hai bản kêu, một bản kêu là tăng attack với lại bắn tự động, một bản kêu là tăng tốc độ hồi máu, thì mới đang xài cái bản tăng tăng đam bắn tự động. Giờ mình đổi qua cái bơm máu thì nó bắt đầu nó tăng tốc độ di chuyển lên và bắt đầu nó bơm máu, nó bơm cho đồng đội luôn. Đấy, nó là vậy đó. Nó là support chứ không phải nó là tanker của luchador mới tăng, cái con này không có tăng được. Con này vừa hỗ trợ mà vừa thằng con này thì giết mấy con lính nhỏ, mấy con robot nhỏ thì rất là nhanh vì nó có skill tăng đam với lại vũ khí tự thân nữa. Nhưng mà gặp mấy con như là luchador thì nó chịu không nổi, nó xuyên giáp không nổi. Ok, thay đổi chứ, chơi con bài chán. Mình còn một nùi tia tay tạch nữa mà mình chưa có nâng tốn tiền quá. Con này mới nâng lên 60 à. Muốn nó mạnh phải 100. Thấy nó bắn tự động á. Khi mà vừa tầm và tự động nó bắn luôn. Thấy nó bắn giống Phật Nia á mà. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.